cho bà con và thân thân an ninh. Hôm nay chúng ta quy tụ nhau nơi đây để chuẩn bị tâm hồn đón mừng ngôi hài xuống thế làm người. Đêm nay đêm hồng phúc, đêm đất trời giao duyên, đêm tình Chúa và tình người hòa quyện chan hòa trên khắp mặt địa cầu. Trong khoảnh khắc của đêm linh thiêng này, chúng ta hãy cùng hòa chung nhịp đập yêu thương, mời gọi Chúa hài đồng ngự trị trong tâm hồn mỗi người chúng ta và cùng bước đi với chúng ta để người thánh hóa và dạy cho chúng ta biết yêu thương, biết trao tặng cho nhau những món quà của bình an, hạnh phúc. Trong tâm tình đó, chúng con xin được chào đón cha xứ, quý tu sĩ và công đoàn đã đến với đêm canh thức mừng Chúa Giáng sinh với chủ đề Khi tôi hướng tham gia xây dựng giáo hội địa phương. Đến với đêm hôm nay, chúng con xin được trân trọng giới thiệu cha xứ kính yêu của chúng con, cha Giuse Nguyễn Mạnh Cường. Quý hội giáo chức mẹ hiệp nhất, hiệp hội Đức Maria sự sống và quý chú nhà ứng sinh Thánh Phêrô Nguyễn Văn Cự. Có quý ban hành giáo, giáo họ nhà xứ Yên Tập, giáo họ Minh Đức và giáo họ Đông Hương. Thông qua chương trình đêm nay, chương trình canh thức mừng Chúa Giáng sinh đêm nay gồm 5 phần. Phần thứ nhất, giới thiệu và khai mạc. Phần thứ hai, diễn nguyện Chúa Giáng sinh. Phần thứ ba, phục vụ thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh. Phần thứ tư, hoan ca mừng Chúa Giáng sinh. Phần thứ năm, trao quà và bế mạc. Để chương trình đêm canh thức mừng Chúa Giáng sinh được bắt đầu, chúng con xin được trân trọng giới thiệu và kính mời cha xứ Giuse lên có đôi lời tâm tình và khai mạc chương trình cho chúng con. Chúng con xin kính mời cha. Trọng kính quý cụ ông bà cùng toàn thể cộng đoàn, đặc biệt là quý khách không cùng niềm tin hôm nay đang hiện diện nơi lễ đài của giáo họ Minh Đức. Bầu khí Giáng sinh năm 2023 đang ùa về và tràn ngập trên toàn địa cầu nhân loại, và đặc biệt đối với giáo họ Minh Đức của chúng ta, đầy ắp trong tâm hồn của mỗi người tín hữu của giáo xứ Yên Tập và Minh Đức chúng ta và tất cả quý khách đang hiện diện nơi đây, để cho chương trình diễn nguyện trong đêm Giáng sinh 2023 được đầy ắp tình thương của Chúa. Con Thiên Chúa là người ở nơi mỗi người chúng ta. Con xin được khai mạc chương trình diễn nguyện bắt đầu hôm nay. Chúng con xin được cảm ơn cha xứ đã có những tâm tình và khai mạc đêm Giáng sinh cho chúng con. Xin công đoàn cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn nữa để cảm ơn và chúc mừng cha xứ thân yêu của chúng ta. Kính thưa công đoàn, mỗi dịp Giáng sinh về, người người đều nô nức đón chờ hài nhi Giêsu giáng thế, ngự đến trong hình hài một trẻ sơ sinh.
tuy bé nhỏ, yếu ớt, nhưng người đem đến cho nhân loại tràn đầy niềm vui, bình an và hy vọng. Người là hiện thân của hòa bình giữa một thế giới hỗn loạn vì chiến tranh, là hiện thân của yêu thương giữa một xã hội thờ ơ, lãnh đạm và vô cảm. Chính khi chiêm ngắm hài nhi bé nhỏ nằm trong mán cỏ nơi hạt đá lạnh lẽo, chúng ta lại thấy được một niềm hy vọng lớn lao, một niềm vui vô tả, một sự bình an dịu kỳ. Giữa thế giới đó, Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện, hiệp hành với nhân loại để xoa dịu những tâm hồn đau khổ vì mất mát, chia ly, để chữa lành những con người đang mang đầy thương tích vì chiến tranh, bệnh tật. Trong tiến trình này, Thiên Chúa cũng mời gọi sự tham gia của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Theo đó, Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị mọi thành phần dân Chúa tiếp tục sống tinh thần hiệp thông, đồng thời đề ra chương trình mục vụ cho năm 2024 là thúc đẩy tham gia đời sống giáo hội. Đây cũng là một trong ba yếu tố căn bản của giáo hội hiệp hành và cũng là sứ mạng tự bản chất của người Kitô hữu. Với chủ đề Kitô hữu tham gia xây dựng giáo hội địa phương, qua đêm canh thức này, mong sao mỗi người ý thức được sứ vụ mang lời Chúa đến những người xung quanh, thiết thực nhất là những người nơi chúng ta sinh sống và làm việc, để mỗi ngày đất chúng ta được trổ sinh hoa trái. Giờ đây, kính mời cộng đoàn cùng bước vào phần thứ nhất của đêm canh thức diễn nguyện Chúa Giáng sinh. Các hoạt cảnh diễn nguyện sẽ trình bày lại dòng lịch sử cứu độ của nhân loại và diễn tả niềm vui ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã ban cho con người. Để tâm tình cầu nguyện được sốt sáng, xin cộng đoàn cùng thinh lặng và hiệp thông trong suốt thời gian chương trình diễn nguyện. Xin kính mời cộng đoàn cùng bắt đầu phần thứ nhất. Thuở ban đầu, Thiên Chúa ban ngôi, đấng toàn năng hằng hữu đã tạo dựng vạn vật và con người. Tất cả cùng hiệp thông sự sống của Ngài. We'll be right back.
em xinh đẹp kia ơi, lại gần đây xem nào. Ông chủ bảo cô được ăn mọi loại trái cây trong vườn, trừ cây có quả chín mọng tuyệt vời này phải không? Cô em cứ hái mà ăn thử xem, cô em sẽ bằng được ông chủ, sẽ biết hết và thấy hết mọi sự. Không, không được đâu. Thiên Chúa đã dặn dò chúng tôi không được ăn trái cây ở giữa vườn này. Ngài nói nếu chúng tôi ăn nó, chúng tôi sẽ phải chết. Ôi, chẳng chết chóc gì đâu. Vì ông chủ sợ, sợ ngày nào em hái và ăn nó thì em sẽ đầy quyền năng với ông ấy thôi. Thiệt không? Bao thiệt em đấy. Ăn đi em, sợ gì chứ. Em ăn một miếng thử xem nào. Chết đó. Không đâu, em cắn một miếng rồi nè, có sao đâu mà. Ăn đi anh. Trời ơi, Eva ơi, em, chúng ta bị lừa rồi. Lệnh Thiên Chúa mà phạm tội, nhưng dòng lịch sử ơn cứu
độ là một lịch sử của tình yêu. Thiên Chúa tiếp tục đồng hành với con người qua việc chọn gọi Môsê, nhà lãnh đạo mẫu mực và lý tưởng của dân Thiên Chúa, để con người được tiếp tục tham gia cộng tác vào xây dựng công trình sáng tạo của Ngài nơi dân Israel. Ông thực sự là người của Thiên Chúa, đã ở với Chúa 40 đêm ngày để cầu xin Thiên Chúa ban cho dân người 10 giới răn. Nhờ 10 giới răn này mà tự an bình và hạnh phúc. Thank you.
trọn đời để thánh ý Chúa được thực thi. Tin vào lòng Chúa tin Chúa, tin vào tình Chúa bao dung. Nhưng mẹ xưa đã xin vợ cho niềm phó thân theo em. Bác ơi, làm ơn chúng cháu cần gấp một chỗ trọ. Vào được được mới vào. Không lo lắng gì ngày mai. Ông bị điên à? Cô thấy nó lướt vào thì phiền đấy. Đêm tối thế này, cô kia thì đang đau bụng. Tôi thấy thương hại họ lắm. Thôi bảo cho họ vào đi. Không, tôi nói không là không. Nhá. Xin lỗi anh chị, chúng tôi hết chỗ. Anh chị thông cảm cho. Vâng, cảm ơn bác. Xin vâng trọn đời để thánh ý Chúa được thực thi. Tin vào lòng Chúa tin Chúa, tin vào tình Chúa bao dung. Như mẹ xưa đã xin vợ cho niềm phó thác theo ơn thành. Sinh ra đang ở nhà bếp bò nên anh vội chạy qua nè. Trời ơi, anh cho em đi cùng với. Em nghe nói nhà bếp bò chỉ có cái máy cho ngài làm thôi, nên em có thể sửa ấm cho ngài một chút được không? Ôi, sau này em tốt bụng thế. Trời ơi, em vẫn vậy mà. Anh vẫn nhận em cái dụng trước đúng không? Không dạ, nhưng mà anh vẫn còn chưa tha đâu đấy. Thôi, Chúa Giáng sinh rồi, giận hờn nhau chi nữa. Cho em xin lỗi anh nha. Anh đùa đấy, chúng ta cùng đi tới hang Belém nào. Kiệt hô. Anh em, mau lên, sắp tới rồi nè. Anh ơi, Hà Nhi, con Thiên Chúa được sinh ra nằm trong máng cỏ cơ mà. Em có thấy cỏ lá gì đâu. Thiên thần bảo chúng ta đi tới Belém, là chỗ này nè. Thiên thần còn nói, mình sẽ được gặp Hà Nhi tại đây nữa. Em ấy là đấng cứu độ, có biết không? Em ấy sẽ giúp chúng ta không phải đi tranh cừu nữa. Yeah. À, xem kìa, có ai ở trong kia hả? Ở đâu? Ở kia kìa, trong hang bò nữa. Theo cái kinh nghiệm xương máu của tôi thì đúng là hướng này đấy. Có gì đó sai sai này. Theo tôi ấy, thì phải đi hướng kia mới phải. Khoan khoan, từ đầu chỉ đường, giờ thì nó đã biến mất. Thôi thì chúng ta cứ cẩn thận thăm dò quanh đây xem sao. Ngôi sao biến mất à? Lẽ nào đấng cứu độ sinh ra ở gần đây rồi? Thế thì mình phải xem lại hành trang. Tôi sẽ dâng lên cho ngài túi vàng ròng này. Tôi sẽ biếu cho ngài một cân nhu hương, món quà quý giá nhất của xứ sở tôi đấy. Món quà của các ông thì nhằm nhò gì với mộc dược quý giá của tôi? Là năm được Đức Thánh Cha Phanxicô dành riêng cho việc
vọng cho những con người đã bị tổn thương, mất niềm tin và mất định hướng, để cùng nâng đỡ nhau, giúp nhau sống xứng đáng với phẩm giá làm người và làm con Chúa. Chúng ta đang sống trong bầu khí linh thiêng của đêm an bình, đêm của sự hiệp nhất trang hòa giữa trời và đất. Đêm nay niềm vui sẽ tràn ngập trên mọi gia đình, ơn cứu độ sẽ tuôn đổ trên người người, nhà nhà. Bóng đêm của tội lỗi, ưu buồn, đố kỵ, nghi ngờ sẽ bị đẩy lui. Trong niềm vui mừng Công Chúa Giáng Sinh, nguyện cầu cho từng người chúng ta trở nên những máng cỏ ấm áp tình Chúa và đầy tình người. Nguyện cầu cho sứ điệp và lời mời gọi của màu nhiệm Chúa Giáng Sinh được thúc đẩy và hiện thực trong chính tâm hồn và cuộc sống của từng người chúng ta. Và hướng về Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin cộng đoàn chúng ta cùng hướng về Chúa Giêsu hài đồng. Xin cho mỗi người chúng ta trong đêm lễ Giáng Sinh hôm nay càng nhận được lòng thương xót và tình yêu của Thiên Chúa cho nhân loại, và mỗi người chúng ta
được đầy ắp niềm vui, đón nhận được niềm hồng ân nơi con Thiên Chúa ở trong lòng mình, để chúng ta đi đâu làm gì luôn có Chúa ở cùng, Chúa nâng đỡ, Chúa hộ giúp chúng ta trong mọi bước đường cuộc sống trần thế này. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng hiệp ý dâng lên Chúa lời tạ ơn. Tạ ơn Chúa với biết bao ơn lành Chúa đã ban cho cộng đoàn giáo xứ giáo họ chúng ta. Và chúng ta cũng xin Chúa ban cho các ý lễ, xin cho các linh hồn tổ tiên độ ngoại, xin cho linh hồn du xe nhân ngày lễ dỗ, linh hồn do an nhân ngày lễ dỗ, linh hồn an la nhân ngày lễ dỗ, xin cho các linh hồn du xe Francisco Quero do Atim Anna, xin cho linh hồn người tôn giáo bản, xin ơn được bình an, được như ý, xin cho được khỏe mạnh, xin cho công việc xây dựng được thuận lợi và bình an, xin cho con cái ngoan ngoãn biết lắng nghe vâng lời cha mẹ, xin cho khỏi ốm đau bệnh tật, xin cho công việc học hành được tiến bộ, thi cử được đỗ đạt, xin bỏ thói hư tật xấu, để tất cả những ý nguyện của chúng ta được Thiên Chúa đoái thương đón nhận. Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành màu nhiệm thánh. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Thank you.
Chúa ngơi dậy trong lòng chúng con niềm hoan hỷ trông chờ ơn cứu độ. Giờ đây chúng con đang vui vẻ đón mừng con một Chúa đến cứu chuộc chúng con, thì sắp ngày sau khi thấy người đến xét xử, xin cho chúng con khỏi run sợ hãi hùng. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trì cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Vì lòng mến Sion, tôi sẽ không lìn nàng. Vì lòng mến Jerusalem, tôi nghỉ yên an lành. Tới ngày đấng công chính xuất hiện tựa hừng đông, vì cứu tinh cửa thành rực lên như ngọn đuốc. Rồi muôn dân sẽ được chiêm ngưỡng đức công chính của ngươi, mọi đế vương sẽ được ngắm nhìn vinh quang ngươi tỏ ràng. Người ta sẽ gọi ngươi bằng tên mới, chính là tên miệng Chúa đặt cho. Ngươi sẽ là ngọc miệng huy hoàng trong lòng bàn tay Chúa, sẽ là mũ diều thiên vương giả. Chúa ngươi cầm ở tay, chẳng ai còn réo tên ngươi. Đồ bị ruồng bỏ, xứ sở ngươi hết bị tiếng là phật bạc duyên đơn. Nhưng ngươi được gọi ái khanh lòng toa ta hỡi, xứ sở ngươi lúc tiếng là duyên thắm chỉ hồng. Vì ngươi sẽ được Chúa đem lòng sủng ái, và Chúa lập hôn ước cùng xứ sở ngươi, như trai tài sánh riêng cùng thục nữ. Đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về, như cô dâu là niềm vui cho chú rể. Ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ. Đó là lời Chúa. Chúa
bài trích sách Công vụ Tông đồ. Hôm ấy, trong hội đường thành Antiochia, miền Pisidia, ông Phaolô đứng dậy, giơ tay xin mọi người lưu ý, rồi nói: Thưa đồng bào Israel và những người kính sợ Thiên Chúa, xin nghe đây, Thiên Chúa dân Israel đã chọn cha ông chúng ta, đã làm cho dân này thành một dân lớn trong thời họ cư ngụ ở đất Ai Cập, và đã giơ cánh tay mạnh mẽ của Người mà đem họ ra khỏi đó. Rồi Người đã cho ông David xuất hiện làm vua cai trị họ. Người đã làm chứng về ông rằng: Ta đã tìm được David, con của Giê-xu, một người đẹp lòng ta và sẽ thi hành mọi ý muốn của ta. Từ dòng dõi vua này, theo lời hứa, Thiên Chúa đã đưa đến cho Israel một đấng cứu độ là Đức Giê-xu. Để dọn đường cho Đức Giê-xu, ông Gioan đã giao rằng kêu gọi toàn dân Israel chịu phép rửa tỏ lòng sám hối. Khi sắp hoàn thành sứ mệnh, ông Gioan đã tuyên bố: Tôi không phải là đấng mà anh em tưởng đâu, nhưng kìa đấng ấy đến sau tôi, và tôi không đáng cởi dép cho Người. Đó là lời Chúa. Gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ Người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria và ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Ông không ăn ở với bà cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giêsu.
Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cô ông bà cùng toàn thể cộng đoàn, hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Giáng sinh kỷ niệm 2023 năm Chúa đã ra đời, xuống thế làm người để cứu độ nhân loại. Bầu khí cho ngày đại lễ hôm nay con nhớ lại đã được chuẩn bị cách đây khá lâu đối với cộng đoàn giáo họ chúng ta. Nhiều ngày, cả những người không cùng niềm tin tín ngưỡng cũng đến đây để xây dựng, dọn dẹp và giúp các công việc. Và cao điểm ngày hôm nay, mọi sự như là đã cố gắng với hết sức mình để cho ngày đại lễ được diễn ra cách tốt nhất. Kính thưa cộng đoàn, nhìn lại bầu khí rất tất bật và bận rộn ấy, để chúng ta chuẩn bị cho một ngày đại lễ đầy ắp niềm vui và chan chứa tình thương mến nhau. Còn nghĩ tới sự tất bật của toàn thể nhân loại trên thế giới này, đâu đâu từ các thành phố lớn đến các thành thị, ngay cả vùng nông thôn miền núi cũng tất bật bận rộn để chuẩn bị cho ngày đại lễ được tốt đẹp. Niềm vui ấy dường như đang ùa vào trong từng gia đình nhân loại của mỗi chúng ta, và cách riêng trong tâm hồn của mỗi người chúng ta đang hiện diện nơi đây, cả công giáo và không công giáo. Niềm vui ngập tràn, niềm vui chắc hẳn phải từ sâu thẳm lòng mỗi người chúng ta, để chúng ta cảm nhận được ơn Chúa làm người đem bình an cho nhân loại. Món quà quý này mỗi người chúng ta sẽ cảm nếm được nếu như chúng ta sâu lắng tâm hồn, nếu như chúng ta hiện diện trước hang đá Bethlehem để nhìn vào một hài nhi bé nhỏ mà lại là một con Thiên Chúa. Không nhất thiết phải ở trên trời cao, mà vì yêu thương đã đến để ở cùng nhân loại con người tội lỗi chúng ta, để dẫn đưa chúng ta đi theo con đường ánh sáng sự thật, để dẫn đưa chúng ta đến bến bờ yêu thương đích thực, và không chỉ ở đời này còn niềm hy vọng là sự sống vĩnh cửu đời sau trên thiên quốc, trên thiên đàng. Bởi vậy trong ngày lễ hôm nay, lễ mừng Chúa Giáng sinh này, chúng ta hãy cảm nhận món quà và quà tặng mà Chúa dành cho con người chúng ta. Món quà không chỉ là món quà về lời ca tiếng hát, không chỉ là món quà của ông già Noel cho chúng ta một chút bánh kẹo trong niềm vui ngày hội như người ta thường nghĩ, mà món quà được trao ban đó là món quà mà chúng ta sẽ lãnh nhận được là Đấng là Emmanuel, là Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Với tâm tình này, trong ngày lễ hôm nay, con mời gọi cộng đoàn chúng ta cảm nhận giá trị của mùa Giáng sinh như là được trao quà, được nhận quà, và chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ món quà ấy. Giáng sinh, Thiên Chúa đã trao quà cho nhân loại, cho con người chúng ta. Thiên Chúa đã làm người, Ngài từ trời vì yêu thương, Ngài đã đến để ở với chúng ta. Hài nhi Jesus là quà tặng, là món quà quý nhất mà Thiên Chúa tặng cho nhân loại. Hài nhi Jesus luôn là hiện thân sống động, đầy ắp niềm hy vọng cho con người đang đi trên con đường lạc lõng, mất niềm tin. Hài nhi Jesus đến như là một vị cứu tinh để đem lại ơn cứu độ cho muôn người. Đêm hôm nay hoặc là cho những ngày tới của mùa Giáng sinh, chúng ta hãy cố gắng dành ít phút ở lại bên hang đá để chiêm ngắm hài nhi Jesus, để chúng ta nhận ra tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại như thế nào. Kính thưa cộng đoàn,
khi nhìn vào hang đá, ngắm nhìn hài nhi Giê-xu, chúng ta thấy Ngài đã hạ mình xuống tận sâu. Con Thiên Chúa đã hạ mình xuống để cho chúng ta được nâng lên cao. Ngài yêu thương chúng ta, Ngài không muốn xa chúng ta, mà Ngài muốn ở cùng chúng ta để nâng đỡ chúng ta, giúp đỡ chúng ta thoát khỏi ách nô lệ, đầm than, tội lỗi, nơi thân phận con người mỏng manh, yếu đuối. Tức gì khi chiêm ngắm hang đá Bethlehem, nhìn vào hài nhi Giê-xu, chúng ta nhận ra món quà quý giá ấy, để luôn yêu mến và kính trọng tình yêu của Thiên Chúa cho nhân loại, cho con người, cho những ai tin vào con Thiên Chúa đàng đường. Ước gì mỗi con người chúng ta, mỗi chúng ta ở đây biết can đảm bỏ đi những món quà bình thường, đó là những vật chất bao qua, để chọn lấy món quà quý giá, đó là con Thiên Chúa. Xin Chúa cũng ban cho mỗi người chúng ta can đảm bỏ đi những tật xấu của mình, đó là sự tham lam, ích kỷ, những tật xấu chỉ còn đem lại sự mệt mỏi cho nhau, thì chúng ta hãy xin Chúa xóa đi, để chúng ta có được một niềm vui đầy ắp tình thương. Sau cùng Giáng sinh, con người chúng ta cần trao món quà ấy cho mọi người. Là người Kitô hữu, chúng ta không chỉ nhận món quà là con Thiên Chúa, rồi chúng ta giữ mãi món quà quý ấy ở nơi mình. Chúng ta cần phải trao cho những người anh em thân cận chúng ta nhận được ra giá trị quý nhất nơi con Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, hơn 2.000 năm nay, 2023 năm nay, dấu ấn lịch sử con Thiên Chúa làm người phân tách giữa kiếp ước và tân ước, nhiều người nhận biết Thiên Chúa, nhưng mà nhiều người chưa nhận biết Thiên Chúa, có thể vì do sự thiếu sót của chúng ta. Chúng ta chưa đủ can đảm để giới thiệu về Chúa cho những người thân cận như mình. Hay là nhiều người được biết đến Chúa rồi, nhưng mà muốn chọn những món quà, đó là lợi lộc, danh vọng, quyền thế, mà không biết chọn món quà, đó là hồng phúc từ trời, nơi con Thiên Chúa. Bởi vậy, mùa Giáng sinh năm nay, chúng ta hãy nhớ lại những gì mà các thiên thần ca hát, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm, để chúng ta biết khiêm nhường, khiêm tốn, mở lòng mình ra đón nhận món quà nơi con Thiên Chúa làm người qua hải nhi Giê-xu bé nhỏ nơi hang đá Bethlehem. Một món quà như vậy sẽ đầy ắp niềm vui và chan chứa trong suốt cuộc đời chúng ta. Có một bà mẹ có một đứa con thương phải vào tù, đến tuổi già và không thể tự nuôi mình được, vì đứa con hư của mình đã phải vào tù, mà là tù chung thân, và phải vào trong bệnh viện dưỡng lão để sống qua ngày. Vào dịp Noel đến, biết bao nhiêu món quà của những người con, những người bạn gửi cho những người bà, những người ông khác trong viện dưỡng lão. Mình bà thì cô độc, bởi vì bà chẳng có ai, mỗi một đứa con thì đã phải vào tù. Bà nghĩ về món quà Giáng sinh, nên bà đã tìm cách muốn gửi cho con mình ở nơi nhà tù một món quà nhỏ, nhưng không có cách nào khác. Và bà đã đi đổi cặp kính của mình để lấy một bao thuốc lá gửi cho con mình một món quà Giáng sinh. Và khi ông già ở trong viện dưỡng lão ấy có được cặp kính thì rất là vui mừng, để mình đọc sách hàng ngày,
còn bà thì chấp nhận bỏ đi cặp kính của mình để đổi lấy một bao thuốc gửi cho con mình món quà Giáng sinh. Trái tim của người mẹ, dù đứa con nó có bị như thế nào, bà vẫn luôn yêu thương nó và muốn cho nó một mùa Giáng sinh ấm áp, một món quà tình mẹ. Thiên Chúa cũng vậy, Ngài muốn trao ban cho chúng ta, dù chúng ta tội lỗi bất xứng, nhưng Ngài muốn trao ban cho chúng ta món quà là chính con một của Ngài, để chúng ta được sống trong tình yêu thương đích thực. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta trong mùa Giáng sinh năm nay cảm nghiệm được món quà của Thiên Chúa là người cho nhân loại, cho chúng ta, và chúng ta có một sự chuẩn bị tốt nhất để đón nhận con Thiên Chúa, và chúng ta cũng chia sẻ món quà này cho mọi người, để mọi người đến đây có được một niềm vui đón nhận một ngày lễ đầy ắp tình người. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta luôn đầy ắp tình yêu thương để chia sẻ cho cả những người không có cơ hội để đến đây tham dự thánh lễ này được. Và xin Chúa cũng ban cho chúng ta biết quên đi những mệt mỏi vì Thiên Chúa đã đến ở với chúng ta, Ngài xoa dịu những nỗi khốn khổ đau khổ nơi chúng ta, và Ngài ban cho chúng ta sức mạnh để chúng ta sống. Chúng ta hãy can đảm sống trong bình an của Chúa và chia sẻ bình an nơi Chúa cho mọi người. Amen. Xin cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha. Nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Lời xin con đánh vào thập giá vì chúng ta. Lời quan phong siêu phi la cô. Lời chịu khổ hình và mai tăng. Ngày thứ ba hồi sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời ngự bên hữu đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nữa người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người gọi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được cùng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các chân chi mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhân, thánh hiền, công giáo và công truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi sống đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Anh chị em thân mến, trong đêm hồng phúc này, Thiên Chúa đã cho con một yêu quý của Ngài xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại. Trong niềm vui mừng Chúa Giáng sinh, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin.
khi xuống thế làm người, Chúa hài lòng đã khai mạc một thời đại mới, thời đại của ân sủng và bình an. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Hội Thánh luôn là người kiến tạo hòa bình trên thế giới, để hết thảy mọi người được vui hưởng bình an. Khi xuống thế làm người, Chúa hài lòng đã mang thân xác yếu hèn của nhân loại. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người đau yếu bệnh tật, những kẻ già nua tuổi tác và những ai khốn khổ nghèo nàn, luôn vững lòng trông cậy vào tình thương của Chúa là Cha nhân hậu từ bi. Khi xuống thế làm người, Chúa hài lòng đã đến với nhân loại trong cảnh túng thiếu nghèo nàn. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những kẻ đói rách cơ bẩn nhận được sự giúp đỡ thấm nhuần, được tình bác ái yêu thương trong đêm thánh này. Khi xuống thế làm người, Chúa hài lòng đã chịu thử thách trăm bề. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa nâng đỡ những ai tuyệt vọng và củng cố niềm tin cho những người đang gặp khó khăn trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta. Trong đêm hồng phúc này, chúng ta xin Chúa ban cho cộng đoàn giáo xứ giáo họ chúng ta, cộng đoàn thể mọi người không cùng niềm tin tín ngưỡng, luôn được đầy ắp niềm vui của mầu nhiệm ơn Chúa nơi con Thiên Chúa xuống thế làm người. Và xin Chúa ban cho sự hiện diện của Chúa nơi mỗi con người chúng ta, để đi đâu, làm bất cứ việc gì, sống ở đâu, chúng ta cũng gặp được tình thương của Chúa trong sự chia sẻ thương yêu nhau. Lạy Chúa từ bi nhân hậu, khi ban con một yêu quý để cứu chuộc nhân loại, Chúa đã nói cho chúng con biết tình yêu kỳ diệu nơi con tim của người mà Cha đã dành cho con cái mình. Vì thế, chúng con nài xin Chúa đoái thương đón nhận những lời khẩn cầu tha thiết phát xuất từ con tim của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Được Thiên Chúa là Cha toàn năng trọng nhận. Lạy Chúa, Chúa đã tỏ cho chúng con thấy mầu nhiệm Đức Kitô con một Chúa giáng trần là khởi điểm ơn cứu độ, tin cho chúng con ngay từ chiều hôm nay biết đem lòng sốt sáng mừng lễ Giáng sinh của Người, Người hằng sống và hiện trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì nhờ mầu nhiệm ngôi lời nhập thể, một luồng sáng mới từ vinh quang Chúa chiếu rọi vào tâm trí chúng con, để khi nhận biết Thiên Chúa xuất hiện hữu hình thì nhờ Người lôi quấn mà chúng con yêu mến đấng vô hình. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bề thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca và chúc tụng vinh quang Chúa rằng: là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện độ mình chịu khổ hình, được cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con để xứng đáng hầu cần Chúa tôn nhan và phục sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa xin đưa đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giáo Mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin đưa đến tôi tớ Chúa là các linh hồn mà hôm nay Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đã an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse và trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giao nguyện rằng: Nhờ Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đơn cung. Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ. Lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ giúp đồng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Không cho ai được mời đến dự tiệc xiên thiên chúa. Giờ đây là nghi thức hiệp lễ rước bình máu thánh Chúa của người Công giáo.
Xin quý vị nào không phải là người Công giáo, chúng ta ngồi tại chỗ và không nên tham dự vào bí tích này. Xin cảm ơn cộng đoàn. Thank you.
Lạy Chúa, hôm nay mừng kỷ niệm con Chúa giáng trần. Chúa đã cho chúng con được no say nơi bàn tiệc thiên quốc. Xin Chúa cũng thương ban cho chúng con được dồi dào sức sống thần linh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Mừng đại lễ Chúa Giáng sinh, tôi biết bao niềm vui đến với cộng đoàn chúng con. Kính thưa cộng đoàn, sau phần lãnh nhận phép lành cuối lễ trọng thể, cộng đoàn chúng ta sẽ bước vào chương trình diễn văn nghệ có cả quý khách không cùng niềm tin tôn giáo và như ông bà các bạn trẻ ở giáo xứ Yên Tập dưới nhà xứ Yên Tập Bắc hiện diện với chúng ta, có cả các bạn trẻ không cùng niềm tin tôn giáo tham gia vào các tiết mục văn nghệ như ông bà khác nữa. Bởi vậy chúng ta cùng nhau ở lại bên nhau để tham dự vào cái phần hoan ca mừng Chúa Giáng sinh với tất cả đầy ắp niềm vui dành cho nhau. Con xin được kính mời cha an tòa, kính mời cộng đoàn ngồi. Để tỏ lòng con Thảo, giờ đây một vị đại diện sẽ lên có lời chúc mừng tới cha trong ngày lễ Giáng sinh. Con xin kính mời ông. Xin cộng đoàn cùng nổ một tràng vỗ tay để trọng kính cha xứ, nhà xứ Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tử, quý ban hành giáo cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa, trong niềm vui hân hoan chào đón Thiên Chúa xuống trần, Công giáo họ Minh Đức chúng con mừng đại lễ Chúa Giáng sinh. Nhờ ơn Chúa thúc đẩy chúng con đã ăn năn sám hối, chuẩn bị tâm hồn trong sạch và công việc chuẩn bị trong nhà, ngoài khuôn viên nhà thờ đã mừng Chúa Giáng sinh và thánh lễ tạ ơn cũng tạm ổn. Chúng con xin cảm ơn cha xứ đã lo liệu cho chúng con trong muôn vàn ánh sáng lung linh. Cộng đoàn giáo họ chúng con ai cũng tự hào về bản thân đã đóng góp công của vào công việc mừng Chúa Giáng sinh và thánh lễ tạ ơn. Nhân dịp Giáng sinh về, cộng đoàn chúng con kính chúc cha xứ một mùa Giáng sinh tràn đầy hồng ân Thiên Chúa, sức khỏe, nghị lực để cha tu toàn sứ vụ Chúa trao. Chúng con kính chúc quý dì, quý chú nhà Thánh Phêrô tự một mùa Giáng sinh an bình, thánh đức. Kính chúc quý ban hành giáo cùng toàn thể cộng đoàn một mùa Giáng sinh luôn vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc. Cách đặc biệt, chúng tôi kính chúc quý ông bà, anh chị, tôn giáo bạn một mùa Giáng sinh luôn vui tươi và hạnh phúc. Một lần nữa, chúng con xin được cảm ơn cha xứ và đồng kính chúc. Sau đây, cộng đoàn giáo họ chúng con có bó hoa tươi thắm chúc mừng Giáng sinh Chúa tới, xin cha thương vui nhận. Con xin cảm ơn và toàn thể cộng đoàn. Xin cộng đoàn cùng nổ một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng và cảm ơn cha. Đã gửi lời chúc mừng cha. Con xin cảm ơn tâm tình của ông chủ đã có lời tạ ơn Chúa. Cảm ơn toàn thể cộng đoàn đến tham dự thánh lễ, quý khách xa gần và đặc biệt dành riêng cho con với lòng kính mến mừng lễ Giáng sinh với lời chúc và cả món quà bó hoa rất là tươi thắm. Để có được ngày hôm nay, con cũng xin biết ơn, cảm ơn toàn thể quý cụ ông bà, quý ban hành giáo, đại diện các đoàn hội và tất cả cộng đoàn giáo họ Minh Đức cả nhà xứ Yên Tập đã
đã hy sinh trong những ngày qua và không thể không biết đến sự hy sinh của quý cô ông bà không cùng niềm tin tôn giáo, cũng đến đây để góp công góp sức, ủng hộ tinh thần và cả vật chất. Tôi xin cảm ơn tất cả quý vị cán bộ cơ quan tỉnh, huyện, thị trấn và xã, thôn, địa bàn nơi đây cũng đã dành nhiều điều kiện tốt đến thăm hỏi, động viên khích lệ cho bà con trong công việc xây dựng và chúc mừng Giáng sinh trong những ngày qua với những lời chúc tốt đẹp. Nguyện xin Chúa ban đến muôn ơn lành cho quý cô ông bà, cho tất cả quý vị và những ai đang hiện diện nơi đây một mùa Giáng sinh ấm áp, đầy tình Chúa và năm mới 2024 dương lịch sắp tới được mọi sự bình an, tốt đẹp và thuận lợi trong công việc và gia đình của mình. Một lần nữa con xin kính chúc. Giờ đây chúng ta lãnh nhận theo lành trọng thể quy lễ, xin cộng đoàn đứng. Chúa ở cùng anh chị em, Thiên Chúa vô cùng thiện hảo, đã nhờ con của Ngài nhập thể mà xua đuổi bóng tối trần gian, và nhờ con của Ngài Giáng sinh vinh hiển mà soi sáng đêm nay, đêm cực thánh này. Xin Ngài xóa tan bóng đen tật xấu khỏi anh chị em và chiếu soi tâm hồn anh chị em nhờ ánh sáng nhân đức của Ngài. Thiên Chúa đã muốn nhờ thiên thần loan báo cho các mục đồng niềm vui trọng đại con Ngài Giáng sinh đem lại ơn cứu độ. Xin Ngài đổ tràn niềm vui và tâm trí anh chị em và làm cho anh chị em thành những người loan báo tin mừng của Ngài. Amen. Thiên Chúa đã dùng việc nhập thể nơi con Ngài mà nối kết đất với trời. Xin Ngài cho anh chị em được tràn đầy ơn bình an và lòng thương mến của Ngài. Và xin Ngài làm cho anh chị em được dự phần với hội thánh trên quê trời. Amen. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Amen.